Đồ nhà Thanh Huyền xin được kính chào tất cả các bác. Hôm nay thì shop lên sóng một cái em ấm men Nhật nha các bác. Các bác nhìn rõ này, cái nước men của nó này. Đó. Quỷ mệt này. Bên trong lòng là được tráng men màu xanh nha các bác. Cực kỳ là an toàn so với cái ấm inox nha. Đó. Tay cầm thì rất là tiện luôn các bác ạ. Nếu như mà chúng ta ở đây có một cái nẫy ở đây này, tay cầm nó sẽ không thể ngả hết sang bên phải được, nên hạn chế cái việc mà cái nắp nó chạm vào đáy, chạm vào cái thân của cái bình này đấy. Nếu mà nghiêng sang bên trái này thì sẽ chạm đúng không ạ, nhưng mà khi mà chúng ta nghiêng sang phải này thì không sợ có bị chạm nha, vì nó được chốt khóa lại đây rồi, cũng như là cái gì, cái núm cầm này rất là tiện lợi để chúng ta cho tay vào đây đó. Nó không phải là tròn hẳn như là những cái núm cầm bình thường khác. Thế các bác mới thấy là người Nhật họ làm rất là thông minh đúng không ạ? Rất là tiện lợi cho người sử dụng. Và cái nước men ở bên trong các bác nhìn này, được tráng men xanh nhá. Đó. Một cái em bình cực kỳ là đẹp luôn. Không có bị xước xác gì bên trong nha các bác. Để chúng ta xem dưới đáy đây. Dưới đáy này thì nó là gì? Nó có tem của Nhật này, an toàn quê cửa là đây, cái quy tắc an toàn ở bên Nhật. Các bác có thể là search Google vào phần dịch sẽ nhìn thấy rõ ngay được có chữ Nhật Bản đây luôn nhé. Hoặc là bác nào biết chữ rồi nhìn ra ngay. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Nhìn rất là sang luôn, nó cái kiểu này là kiểu nó kiểu hoài cổ ấy các bác. Ngoài cái mẫu này ra thì đồ Nhật Thanh Huyền còn rất nhiều cái mẫu ấm men Nhật khác nữa, hoặc là có cả các dạng bình, bình lục bình đều có hết nha các bác. Chỉ có hàng Nhật thôi. Đó. Và cái em bình này thì là chạy được trên bếp từ thoải mái các bác ạ. Nó đặc biệt ở chỗ đấy nên là sau bây giờ sẽ test cho các bác xem luôn. Rồi chúng ta bật bếp lên. Rồi chúng ta đun lên nhá. Với cái em ấm màu nâu cà phê, họa tiết hoa văn này, quầy yếu mẩy này. Đó. Thì giá là 550.000 đồng nha các bác. Ưu tiên bác nào mà chuyển khoản hết sẽ được bao ship toàn quốc các bác ạ. Đó. Con này vừa nó bị nhảy áp nên là sao bây giờ sẽ đó, đun lại cho bác nhìn. Nhìn rõ luôn. Ưu tiên bác nào chuyển khoản hết 100% sẽ được bao ship toàn quốc thôi. Đó, sôi lên luôn các bạn. Bếp này là bếp từ nhá. Đó. Vậy là với cái chất liệu ấm men này thì không những là dùng được trên bếp từ mà bếp hồng ngoại hay bếp ga đều dùng được hết. Vậy là dùng được trên tất cả các loại bếp nha các bác. Mẫu mã thì cực kỳ là độc lạ luôn. Đó. Bác nào đã ưng cái em này rồi thì liên hệ với shop qua số điện thoại Zalo 0936 811 346 để có thể được lựa chọn những mẫu mã khác nữa thêm để về làm trang điểm cho cái gian bếp của nhà mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.